Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip để mình giới thiệu với các bạn hai cái mẫu bể rắn mà shop mình hiện đang có cung cấp cho mấy anh em nha. Thì như trên màn hình các bạn thấy cái mẫu này thì nó có kích thước là ngang 10, cao 10 và dài 60 phân các bạn. Còn cái mẫu bể lớn hơn thì đây. Cái này ngang 10, cao 10 và dài 70 cm nha các bạn. Thì thông thường mấy anh em xài là xài cái mẫu dài 60 này là vừa. Đó, và cái mẫu bẫy chuẩn ha bạn ha, lưới chì không rỉ sét, mắt lưới 8 ly nha các bạn. Mắt lưới 8 ly này thì nó đảm bảo cho mấy anh em là mình bẫy những cái con rắn nhỏ nó không có bị kẹt đầu, như mấy con hổ hành nhỏ đồ, rắn lục, rắn ráo đồ vân vân ha, nhỏ thì nó không có bị kẹt đầu, anh em yên tâm. So với cái mẫu bẫy rắn mà mình dùng cái lưới 1/2 thì lúc mấy con rắn nhỏ nhỏ nó vô nó sẽ bị kẹt đầu ha bạn, cũng ổn. Bẫy này thì 2 hôm ha bạn, các bạn thấy đây một hôm nè và ở đây một hôm, cái bẫy dài 70 phân nó cũng 2 hôm luôn. Mồi bẫy rắn anh em có thể cân nhắc là mình sử dụng chuột ha bạn. Trường hợp mà anh em mà tìm không có chuột á, thì mình có thể sử dụng những cái bầy con mồi khác hay hới như là ỉn ương nè, cóc nè, rắn mối, gà con, hoặc là mình có thể sử dụng trứng đồ cũng được ha bạn, tùy điều kiện mình có gì thì mình sử dụng cái đó. Nhưng mà nếu được thì nên ưu tiên sử dụng chuột, bởi vì cái mồi chuột nó bền. Thì bẫy rắn, cái mùa bẫy rắn trong năm thì thường nó sẽ rơi vào mùa mưa là tập trung nhiều, còn mùa nắng thì rắn nó chạy ít các bạn ha, không phải là không chạy mà nó chạy ít chứ nó chạy chậm hơn nữa. Thì cái lúc trước thì cái mẫu bẫy rắn này mình có làm cái mẫu một hôm, nhưng mà thời gian sau thì anh em cũng có phản ánh là một hôm nó chạy không nhanh bằng 2 hôm, cho nên mình bỏ cái mẫu một hôm, mình chuyển qua mẫu 2 hôm luôn cho nó tiện ha anh em ha. Thì khi mà mình đi đặt bẫy rắn thì các bạn nên chú ý là mình nên bao xung quanh cái bẫy rắn lại. Thứ nhất là cho cái mùi chuột nó bay nó có hướng một chút. Thứ hai là con chuột nó vô có chỗ râm mát, nó sống ha bạn ha, nó không có bị chết vì nắng. Và địa hình thì mình nương theo địa hình để mình bẫy ha bạn ha, nó cũng có nhiều dạng địa hình lắm. Cái đó thì mình phải bẫy từ từ, mình quan sát, mình có kinh nghiệm thôi. Giá bán thì cái mẫu bẫy ngắn 60 phân này thì là 50 ngàn một cái nè. Còn cái mẫu bẫy dài 70 phân thì là 60 ngàn một cái ha bạn. Mình có ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào cần thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình ha. Lúc nào anh em gọi cũng được. Rồi thì khi mà anh em mà dính con rắn rồi thì anh em ém cái hôm này xuống nè các bạn ha. Đó. Rồi các bạn chọt một cái cây qua giữa cái hôm. Xong rồi mình thổi con rắn từ này nó chạy ra. Hoặc các bạn lấy cây các bạn chọt chọt, chọt là nó sẽ ra ha bạn. Còn nếu mà rắn độc thì các bạn lấy cái túi lưới các bạn bao và các bạn trùm đây, rồi cũng vậy thôi. Rồi xong mình giữ cái túi lưới lại là mình giữ con rắn trong cái túi lưới an toàn các bạn ha. Còn rắn hổ hành hoặc là rắn nào mà không độc á, thì mình cứ chọt nó ra xong mình bắt bằng tay không, thoải mái bạn ha. Trên đây thì cái mẫu lồng bẫy rắn hiện tại shop mình đang có cung cấp cho anh em nha, 2 mẫu, lưới chì 8 ly không rỉ sét, bao anh em sử dụng luôn. Xin cảm ơn tất cả các bạn nha, xin chào các bạn.